Xin kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin không thể bỏ lỡ bởi vì chúng tôi mỗi ngày sẽ sát cánh cùng với bà con nông dân. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin nổi bật hôm nay cùng chúng tôi. Mùa nước nổi, nông dân An Giang kiếm tiền từ đặc sản cá chạch lấu sông với giá cao. Qua kiển Sa Đéc đã hút hàng từ thời điểm này, kiển Hạnh Phúc Mini được đặt hàng nhộn nhịp. Hoa hồng Đà Lạt vẫn giữ giá cao sau Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Lâm Đồng đẩy mạnh chế biến sâu cà phê, nâng cao chất lượng tạo thương hiệu. Xu hướng nông nghiệp hữu cơ tại Lâm Đồng, khó khăn nào đang tồn tại? Thưa quý khán giả, nếu ai đã từng ghé qua miền Tây sẽ thêm yêu mến những con người và cảnh đẹp nơi đây. Nhất là vào mùa nước nổi là mùa duy nhất vừa gây khó khăn nhưng mà cũng mang lại thuận lợi cho bà con nông dân. Bên cạnh cá linh thì thời điểm này, người dân miền Tây, đặc biệt là nông dân ở đầu nguồn sông Cửu Long, đang khai thác khá là nhiều cá chạch lấu lớn, loại từ 2 đến 3 con một ký. Cá chạch lấu là loại thủy sản nước ngọt, giàu dinh dưỡng nên được nhiều người ưa thích. Những năm gần đây thì cá chạch lấu không còn hiếm do ngành chuyên môn đã ươm nuôi thành công. Tuy nhiên cá chạch lấu sông thì thịt lại béo ngon hơn cả những cái con cá chạch nuôi nên được những quán ăn nhà hàng thu mua để phục vụ cho thực khách. Giá của nó thì không hề rẻ. Hiện tại tiểu thương ở chợ Mỹ Bình, chợ Long Xuyên, tỉnh An Giang bán lẻ cá chạch lấu loại 1 cân nặng 350g trở lên từ 450.000 đến 500.000 đồng một ký. Theo ngư dân, muốn bắt được cá chạch lấu loại lớn phải dùng lưới hoặc là chài rê chụp ở những khúc sông, nước chảy xiết. Cá chạch lấu sông là đặc sản trong mùa nước nổi, có thể chế biến nhiều món ăn ngon như lẩu chua, chiên giòn, nướng muối ớt và đặc sắc nhất là món cá chạch lấu kho nghệ tươi. Nhà vườn kinh doanh qua kiển phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 khắp nơi đang chuẩn bị hàng để bán Tết rất là sôi động. Những cái loại kiển mang ý nghĩa về hạnh phúc, tài lộc, sức khỏe được tập trung chăm sóc rất là kỹ. Và thời điểm này tính ra thì còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi đúng không anh Tuấn Anh? Hiện nay thì thương lái cũng đã đến làng hoa Sa Đéc, cái vùng trồng hoa lớn nhất nhì ở miền Tây để mà tìm mua những tắc kiển để phục vụ cho thị trường Tết. Thương lái đặt hàng cũng như là mỗi năm. Nhưng mà năm nay khác ở chỗ, do ảnh hưởng nước nổi, sản lượng tắc kiển dự báo ít hàng, cho nên nhà vườn vẫn chưa chịu bán. Nông dân Trần Tuấn Kiệt, ngụ khóm Tân Huệ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc cho biết, vụ qua Tết này ông trồng 650 cây tắc kiển để bán Tết. Cây được trồng từ tháng 2 năm 2018. Hiện tại cây đã bắt đầu cho trái và đạt chiều cao từ 1m1 đến 1m2. Năm nay do đầu tư chăm sóc nên vườn tắc kiển của ông ra trái đúng Tết. Mấy ngày qua, nhiều thương lái ở các nơi đã đến hỏi mua trước, nhưng ông Kiệt chưa bán. Theo nhiều nông dân, năm nay thương lái đến đặt mua sớm hơn mọi năm, tuy nhiên bà con vẫn chưa bán vì theo nhiều nông dân, năm nay nước nổi cao hơn mọi năm nên một số vườn tắc kiển bị ngập nước nên dự báo cung không đủ cầu. Cũng theo nhiều nông dân cho biết, chi phí đầu tư cao hơn năm trước nên dự kiến giá bán cao hơn giá năm ngoái khoảng 20%, tức là từ 300.000 cho đến 350.000 đồng một cây đối với tắc đẹp và cho nhiều trái. Thưa bà con, những chậu kiển mini như thế này thì cũng được rất là nhiều nhà vườn đầu tư. Và năm nay tại làng hoa Sa Đéc, nông dân sản xuất hoa cúc đồng tiền để mà cung ứng cho thị trường dịp lễ Giáng sinh cũng như là Tết Nguyên Đán với đủ màu sắc. Mai mốt tôi sẽ mua tặng cho chị Ngọc Như một chậu. Bởi vì nghe đâu hoa kiển để bàn không chỉ có ý nghĩa trang trí đâu mà nó còn có ý nghĩa phong thủy nữa. Thưa bà con, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu giá của những loại hoa cúc mini này như thế nào nhé. Ngoài giống hoa cúc đồng tiền truyền thống, năm nay một số nông dân đã chọn trồng giống hoa cúc đồng tiền mini để bàn để phục vụ thị trường với nhiều màu sắc như đỏ, cam, vàng, song hỷ. Với ưu điểm là hoa có màu sắc đẹp, thời gian ra hoa kéo dài đến vài năm. Hoa kéo dài từ 7 cho đến 10 ngày mới tàn. Ngoài việc trồng trong sân vườn thì cúc đồng tiền mini còn được dùng để trang trí trên bàn làm việc nên thời gian gần đây giống hoa này được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Hiện nay cúc đồng tiền lùng được bán với giá 35.000 đồng một giỏ, đồng tiền cao giá 27.000 đồng một giỏ, mang lại nhiều thu nhập cho bà con nông dân. Do dịp lễ 20 tháng 10 cho nên giá hoa hồng Đà Lạt đã tăng mạnh. Cụ thể, hoa hồng đỏ 38.000 đồng một chục, hoa hồng màu các loại 33.000 đồng một chục, đều tăng 5 đến 6.000 đồng một chục. Hoa cúc chùm 8.000 đồng một bó, tăng 1.000 đồng một bó. Các loại hoa còn lại như hoa lai ơn, đồng tiền, lily có giá ổn định so với tuần trước. Và đến thời điểm này đã qua lễ rồi mà hoa hồng thì vẫn giữ ở mức cao, đó là niềm vui cho các nhà vườn. Còn đối với các sản phẩm rau xanh do thị trường tiêu thụ giảm
nên trong tuần qua, giá cổng trại của nhiều loại rau củ quả giảm, cụ thể là đậu leo 6.000 đồng một ký, giảm 4.000 đồng một ký, ớt chuông Đà Lạt màu đỏ 35.000 đồng một ký, giảm 5.000 đồng một ký, còn ớt chuông Đà Lạt màu vàng 40.000 đồng một ký, giảm 10.000 đồng một ký so với tuần trước. Riêng đối với củ dền, cà chua, xà lách vân vân đều tăng 2.000 đồng một ký. Cụ thể tuần qua, củ dền 4.000 đồng một ký, tăng 1.000 đồng một ký, cà chua 14.000 đồng một ký, xà lách coron 8.000 đồng một ký. Xu hướng chăn nuôi tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tiếp tục phát triển tại tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay toàn tỉnh có 591 trang trại chăn nuôi, tăng 329 trang trại so với năm 2013, tức là tương ứng 225%. Trong đó trang trại gà, vịt và chim cút chiếm số nhiều, kế đó là trang trại chăn nuôi heo. Trên địa bàn tỉnh hiện đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi như công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan sản xuất chăn nuôi heo gà, công ty trách nhiệm hữu hạn Zappa Confit Indonesia liên kết chăn nuôi heo và công ty trách nhiệm hữu hạn Emivest Feed Mill Việt Nam Malaysia sản xuất chăn nuôi gà, công ty Vinamilk, công ty Đà Lạt Milk và công ty Cô Gái Hà Lan liên kết tiêu thụ sản phẩm sữa tươi, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Toàn liên kết tiêu thụ cá nước lạnh. Với việc tạo nên các chuỗi liên kết này đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng chăn nuôi và tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Vì vậy mà tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được tiêu thụ qua chuỗi liên kết chiếm 76%, tương đương khoảng 174.000 tấn sản phẩm. Trong lúc đó, tỷ lệ này đối với sản phẩm trồng trọt mới chỉ đạt con số khiêm tốn khoảng 9% sản lượng. Diện tích cây ăn trái đang tăng mạnh ở tỉnh Lâm Đồng do nông dân đã chuyển đổi cây trồng sang trồng cây ăn trái khá là nhiều. Và hiện nay thì bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh đang trồng trên 20.800 hectare cây ăn trái các loại với sản lượng là 136.500 tấn. Những cây trồng chủ lực vẫn là cây bơ 5.300 hectare, mắc ca 3.500 hectare. Số còn lại là những diện tích hồng ăn trái, chuối la ba, khóm cây dân, vân vân. Phần lớn những diện tích cây ăn trái ở tỉnh Lâm Đồng được bà con nông dân trồng xen trong vườn cây công nghiệp dài ngày như là cây chè, cây cà phê. Hướng đầu tư này vừa giúp cho nhà nông nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác, cũng vừa tạo hệ thống cây che bóng, cây chắn gió ở trong vườn. Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục khuyến khích nông dân trồng sen, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ thông qua đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu cây ăn quả, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp mã số vùng cây ăn quả. Hiện nay diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh là 7.300 ha, trong đó diện tích trồng thuần là trên 2.000 ha, số còn lại là những diện tích trồng sen trong vườn cây công nghiệp dài ngày. Thời gian qua, nhờ giá sầu riêng trên thị trường ổn định ở mức cao đã khuyến khích nhiều nông hộ mở rộng diện tích trồng sầu riêng. Hiện nay toàn tỉnh có gần 4.000 ha sầu riêng đang trong giai đoạn kinh doanh, với năng suất bình quân đạt gần 10 tạ một ha. Giá trị sản xuất của loại cây trồng này dao động từ 400 triệu cho đến 500 triệu đồng một hectare một năm. Cá biệt có những diện tích được đầu tư bài bản, thu nhập đạt đến gần 1 tỷ đồng một hectare một năm. Nhưng chúng ta đều biết, ngoài phát triển nhiều làng nghề liên quan đến nghề biển, thì nghề ép chuối khô ở xã Trần Hợi được hình thành từ cách đây 60 năm cũng vô cùng nổi tiếng. Những lúc cao điểm thì toàn xã có khoảng 150 hộ làm nghề, thu hút hơn 800 lao động tham gia với sản lượng khoảng 400 tấn một năm. Tổng giá trị sản phẩm là hơn 6 tỷ đồng. Sản phẩm chuối khô truyền thống của bà con vừa được ngành chức năng cấp nhãn hiệu tập thể với tên nhãn hiệu là chuối khô Trần Hợi. Có được nhãn hiệu này thì bà con sẽ dễ tiêu thụ hơn, được nhiều khách hàng biết đến. Để nghề ép chuối khô ở xã Trần Hợi có điều kiện tiếp tục mở rộng sản xuất và bảo vệ quyền lợi ích của những người làm nghề, Hội Nông dân huyện Trần Văn Thời và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau xây dựng đề án trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm chuối khô. Vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ đã có quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chuối khô Trần Hợi do Hội Nông dân huyện Trần Văn Thời làm chủ sở hữu. Cà phê là món thức uống gắn liền với văn hóa của người Việt. Cà phê là mặt hàng xuất khẩu mang về tỷ đô của nước ta và ngày càng được thế giới công nhận. Vậy nên công tác chế biến sâu để cho ra sản phẩm tốt nhất cũng cần phải được quan tâm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì có 33 doanh nghiệp và trên 250 cơ sở nhỏ lẻ sơ chế chế biến cà phê nhân với tổng công suất khoảng 320.000 tấn, chiếm khoảng từ 80 đến 90% tổng sản lượng cà phê trong toàn tỉnh. Trong đó có 13 đơn vị tham gia xuất khẩu trực tiếp, có 192 doanh nghiệp cơ sở chế biến cà phê rang xay, cà phê bột với tổng sản lượng khoảng hơn 6.000 tấn một năm. Như vậy có thể thấy rằng vấn đề chế biến cà phê của tỉnh Lâm Đồng
chủ yếu dừng lại là cà phê nhân thôn. Việc chế biến cà phê bột vẫn còn hạn chế. Vì vậy mà để nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng cà phê địa phương, tỉnh Lâm Đồng cần có nhiều giải pháp để mạnh thu hút đầu tư chế biến sâu cà phê trên địa bàn. Sản xuất sạch, hữu cơ là yếu tố cơ bản quan trọng sau khi đã có được những cây con giống tốt, chất lượng. Nông sản sạch thì mới có thể xuất khẩu và được người tiêu dùng trong nước chấp nhận. Và điều này cũng cho thấy là cách sản xuất của nông dân cần phải thay đổi ngay lúc này. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà muốn thay đổi theo hướng hữu cơ thì cũng không phải là chúng ta muốn làm là làm được liền. Nông dân tỉnh Lâm Đồng, dù là cái nôi của cả nước về sản xuất công nghệ cao, sản xuất sạch hữu cơ vẫn còn gặp khó. Cụ thể được phóng viên chương trình ghi nhận. Thưa bà con nông dân và các bạn, tuy sản xuất nông nghiệp hữu cơ là giải pháp để giúp bà con giải quyết những vấn đề quan trọng như là tăng cao thu nhập, đảm bảo tính bền vững cho môi trường sản xuất và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Tuy nhiên trong thực tế sản xuất thì bà con nông dân và các doanh nghiệp cũng gặp không ít những khó khăn. Vậy những khó khăn đó là gì? Mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu với Kiều Anh nhé. Được thành lập từ năm 2017, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiền Thi, Đà Lạt hiện có 7 nông hộ xã viên và 15 hộ liên kết với tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp trên 30 hectare. Bình quân mỗi ngày, đơn vị này cung ứng cho bạn hàng trong cả nước hàng tấn rau xanh các loại. Để nâng cao uy tín, đảm bảo chất lượng nông sản, Hợp tác xã này đã tập trung canh tác theo quy trình Việt Gáp. Một số xã viên tâm huyết còn ưu tiên đầu tư theo hướng hữu cơ sinh học, ưu tiên sử dụng các loại phân thuốc có nguồn gốc thiên nhiên, hạn chế dùng các loại phân bón hóa học. Tuy nhiên, hướng đầu tư nói trên chỉ mang tính nhỏ lẻ. Nguyên nhân chính là do nếu sản xuất hữu cơ quy mô lớn thì đầu ra và giá thành là bài toán cần có lời giải thỏa đáng. Hữu cơ thì làm nó không có đạt sản lượng. Đầu tư ra thì vốn của mình nó, cái phân mình đầu tư ra thì nó vẫn cao hơn. Nhưng mà mình bán ra cái giá để mà cạnh tranh thì mình chưa cạnh tranh được. Vì bây giờ ở đi ra chợ thì anh cũng biết rồi đó, nó loạn xì ngầu hết. Không ai nhận ra rằng là rau này hữu cơ, rau kia là Việt Gáp, rau kia là thường. Bên hợp tác xã tôi chưa dám mạnh dạn để mà làm những cái rau hữu cơ. Tỉnh Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Đây là tiền đề để canh tác nông nghiệp hữu cơ phát triển. Tuy nhiên, đó chỉ mới là điều cần chứ chưa đủ. Ngoài việc phải tuân thủ nghiêm ngặt nhiều quy định liên quan đến việc sử dụng phân thuốc, nguồn nước tưới, vân vân, thì người sản xuất rất cần có những chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến chế biến và thị trường tiêu thụ. Hiện Lâm Đồng chưa quy hoạch các vùng sản xuất theo hướng hữu cơ. Điều này đã làm ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy trình canh tác hữu cơ chuyên sâu của bà con nông dân. Ngoài ra, khi sản xuất hữu cơ, năng suất nông sản thường giảm, mẫu mã không bắt mắt, nên nếu đầu tư sản xuất hữu cơ, nhất là đầu tư với quy mô lớn, thì phải có đầu ra đảm bảo và cần có các tiêu chí phân biệt rạch ròi giữa nông sản hữu cơ và nông sản không được canh tác theo quy mô hữu cơ. Thì chúng tôi cũng sẽ cùng với các cái doanh nghiệp có cái sản phẩm đầu vào, cũng như là các cái doanh nghiệp mà ở Việt Nam mà có nhu cầu để mà có cái kết nối trong cái vấn đề sản xuất và tiêu thụ. Từ cơ sở đó thì chúng ta cũng sẽ tháo gỡ cho cái nông dân, và chúng tôi cũng đang có những cái định hướng làm thế nào để có đề xuất những cái đề án mà chỉ phát triển những cái sản phẩm hữu cơ. Tỉnh Lâm Đồng xác định thời gian tới, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tiếp tục là giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Bởi vậy rất cần có những giải pháp dài hơi, tiếp sức thỏa đáng để canh tác nông nghiệp hữu cơ hoặc là theo hướng hữu cơ phát triển tương xứng với tiềm năng ở địa phương, chứ không dừng lại ở con số trên 210 hectare như hiện nay. Canh tác hữu cơ đã khó mà đầu ra cũng rất đáng quan tâm. Bà con bỏ thói quen canh tác nhỏ lẻ để chuyển sang làm quy mô, nhưng mà đầu ra sản phẩm chưa ổn định hoặc là chưa có sự rạch ròi về giá giữa các nông sản truyền thống và nông sản hữu cơ thì sẽ khiến bà con trăn trở. Và những cái thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Kính chúc bà con làm ăn thuận lợi. Nếu như có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu thêm về cây con giống mới, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ đang hiện trên màn hình 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là qua số điện thoại 02633829930.